Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy trò của trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết luôn đoàn kết phấn đấu vì nhiệm vụ trồng người cao cả. Hai huân chương lao động hạng nhì và lao động hạng ba là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước cho những thành quả đầy tự hào của ngôi trường dày truyền thống này. Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu được thành lập từ năm 1952 với tên gọi ban đầu là trường Trung học Bình Thuận. Đây là trường trung học đầu tiên ở thành phố Phan Thiết thời điểm ấy. Thầy Trần Văn Trác là người sáng lập, thầy Võ Văn Trưng là hiệu trưởng đầu tiên. Lúc này, trường chỉ có hai lớp đệ thấp, tức lớp 6 bây giờ, với sĩ số khoảng 110 học sinh, phải học nhờ ở trường Đức Thắng và trường Nam Phan Thiết. Đến năm học 1953-1954, trường vinh dự được mang tên nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1956, trường được dời về địa điểm như bây giờ, có một dãy lầu và một dãy trệt, đào tạo gần 900 học sinh. Quy mô trường ngày một lớn mạnh. Đến niên khóa 1974-1975, số lượng học sinh đã tăng lên gần 4.100 với 72 lớp thuộc hai cấp đệ nhất và đệ nhị, tức từ lớp 6 đến lớp 12 bây giờ. Thầy Hoàng Công Bình là một trong những thế hệ học sinh đầu tiên của trường. Sau khi tốt nghiệp tú tài, thầy theo học Đại học Sư phạm và theo nghiệp giáo. Gần 40 năm cùng trưởng thành với nhà trường là cả thanh xuân, tuổi trẻ của thầy, luôn một lòng dành cho Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Mặc dù cái chỗ đó nó vẫn còn hoang sơ, chưa là thành phố đâu, nửa thành phố, nửa thôn quê thôi. Nhưng mà được học, bởi vì coi như cái dãy nhà mà của đường, hồi đó gọi là đường Nguyễn Hoa đó, thì cái nhà đó là cái nhà đẹp nhất. Mình là được học trong cái nhà mà đẹp nhất đó. Thành thử hạnh diện lắm. Sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, trường Trung học Phan Bội Châu tiếp tục đà phát triển theo mô hình nhà trường xã hội chủ nghĩa. Trường còn lại hệ phổ thông cấp 3 và tiếp tục là trường công lập duy nhất của Phan Thiết. Tổ chức chi bộ đảng được thành lập, nối tiếp là đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ huynh học sinh, hội cựu học sinh. Cũng lần lượt ra đời, giúp thúc đẩy toàn bộ quá trình phát triển của nhà trường ở cả lượng và chất. Thầy và trò thì đều sống trong cái giảng dạy và học tập trong cái điều kiện là cũng còn nhiều khó khăn. Một bộ phận khác thì đi ra chiến khu tham gia cách mạng. Cùng với ban giáo hiệu nhà trường và toàn thể đồng sư phạm trường Phan sẽ cố gắng làm sao bám sát những kế hoạch, những cái chương trình trường Phan đưa ra để làm sao để phát huy tốt nhất, đặc biệt là giáo dục cho các con em từ tri thức đến nhân cách, đến trí thể, làm sao cho các bé nó trưởng thành để đi ra đường khi nói nhắc đến học sinh trường nào vậy? Học sinh trường Phan. 70 năm hình thành và phát triển, trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đã và đang khẳng định các giá trị đáng tự hào. Nhiều năm liền, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trúng tuyển đại học bình quân 70%, đào tạo ra nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiều thế hệ học sinh trường Phan đã trưởng thành, hoạt động trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Là các hoạt động phong trào của nhà trường luôn hướng đến những việc làm thiết thực, những cái hoạt động tích cực nhằm giúp cho các em học sinh tiếp nhận được một cuộc sống là lan tỏa sự yêu thương và có giá trị, có ích với cuộc sống, có ích với xã hội và chính bản thân mình và với cộng đồng. Từ đó góp phần xây dựng nên những thế hệ đoàn viên, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và sau này ra đời giúp ích cho xã hội. Để tiếp tục duy trì, vun đắp những cái truyền thống quý báu đó, nhất là truyền thống hiếu học, học giỏi và cái truyền thống tương thân tương ái giữa các thế hệ cựu sinh. Và để làm được điều đó thì tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh phải hết sức nỗ lực, phải hết sức tôn trọng các thế hệ đi trước, học tập rồi chia sẻ yêu thương nhau để cùng nhau tiến lên. Tiếp nối truyền thống cách mạng yêu nước, hiếu học mà nhiều thế hệ thầy cô và học sinh đã vun đắp trong 70 năm qua. Các bạn trẻ hôm nay đang cố gắng từng ngày học tập hăng say nhằm trang bị những nền tảng tốt nhất cho hành trình tự lập và trưởng thành sắp tới. Được khoác lên mình bộ đồng phục của trường Trung học Phan Bội Châu là một niềm tự hào, vinh dự đối với em. Và em nghĩ bản thân mình có trách nhiệm học tập, phấn đấu chăm chỉ để tiếp nối truyền thống hiếu học của trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Em xin hứa là em sẽ cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện, tích cực tham gia các cuộc thi học sinh giỏi,
cái cuộc thi nghiên cứu khoa học để không phụ lòng các thầy cô giáo và mang về những thành tích cao cho nhà trường. Em cảm thấy rất tự hào khi mình trở thành một học sinh Phan Bội Châu, và để làm xứng đáng với điều ấy thì em cần ra sức nỗ lực học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành một học sinh giỏi, trở thành một công dân tốt cho xã hội. Trưởng thành từ những năm tháng gian khó, phát triển từ nội lực, xây dựng tập thể nhà giáo đoàn kết sáng tạo, liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy đã giúp cho trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu khẳng định được vai trò của mình trong sự nghiệp trồng người, là nơi bao thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Bình Thuận ngày một giàu mạnh, văn minh.